Rồi, hello anh em, hôm nay lại bắt được em CB300 R. Mẫu này thì bên cửa hàng mình lúc nào cũng sẵn hàng cho anh em rất là nhiều luôn. Thì nói chung là bên mình cũng toàn xe lướt vài ngàn cây thôi. Thì hôm nay mình mua được một em đi mười mấy ngàn á. Để mình coi kỹ lại cho anh em được báo ha. 11 ngàn đó. Xe thì 1-2 ngàn cây, vài ngàn cây thì bên mình bán tầm 9 mấy triệu á. Hôm nay mình sẽ bán con này đầu 8 cho anh em luôn. Đi 11 ngàn, cặp lốp mới này, nhông xương dĩa mới này và mới bảo dưỡng full rồi. Anh em mình mua về là sử dụng ngay, không cần phải làm thêm bất kỳ một cái gì nữa. Đó, mua thì anh em thay nhớt mới cho anh em hết nhé. Thì con này là đăng ký lần đầu là 2022, Euro 11 ngàn, biển 65 Cần Thơ nhé. Đó, nhông xương dĩa lốp biết là mới hết cho anh em mình luôn rồi, về là sử dụng ngay, không cần phải làm bất kỳ cái gì nữa. Đó, nhông xương dĩa mới, lốp mới là được xi nhan, đuôi điếc đuôi zin còn nhá, bô thì móc nhẹ. Nói chung là chất xe cực đẹp luôn anh em ạ. Đây, đó, mình mới rửa xong nó hơi ướt tí, anh em xem tạm thông cảm tí nhá. Đó, yếm này, rồi khu vực lốc này, lốc nồi là đầu lòng rất đẹp, ốc cáng trắng. Đó, thì đó, con này mình để cho anh em mình 89 triệu nhá. Anh em nào mà muốn lướt hơn cũng có luôn cho anh em mình. Thì bên mình nó dao động tầm khoảng 95 triệu là xe đẹp lắm rồi anh em, không có một lỗi nhỏ luôn. Đó, đấy là mấy xe lướt. Còn xe này đi 11 ngàn thì để anh em 89 nhá, 89 triệu đồng. Anh em nào có nhu cầu mua bán các dòng mô tô cứ alo qua số điện thoại cho mình nhá, 0974847553. Đó, dàn áo bình xăng cho anh em nhìn này, cực kỳ đẹp, không chảy xước nhá. Số điện thoại và địa chỉ mình luôn luôn ghim ở dưới phần bình luận nhé. Anh em cứ kéo xuống là nhìn thấy. Tất cả chức năng là hoạt động bình thường hết nhé. ABS. Đó, bô móc nhẹ. 89 triệu. Rồi ok. Thì, ngoài ra bên cửa hàng em còn rất nhiều mẫu mã các loại dòng mô tô. Anh em nào có nhu cầu cần tư vấn gì cứ alo qua cho em nhé. Rồi cảm ơn anh em đã coi được cuối clip. Chúc anh em ngày mới vui vẻ nha.